Ơ kìa, nếu như anh em bị mất hoặc không có kim cương, anh em đừng lo lắng. Anh em hãy đến ngay với shop 300FF trong cùng. Có những vòng quay cực rẻ chỉ với 20k, anh em có thể quay trúng được 15.000 kim cương. Và mình cam kết 100% anh em quay trúng kim cương nha. Và có những mini game cực hấp dẫn như là mua mộc tặng mộc, nhưng mà tính tiền hai nha. Ok, hello, xin chào tất cả những người anh em nha. Thì mình là Vũ Bự đây, lại là Vũ Bự đẹp trai đến từ Dubai đây anh em ạ. Ảo chó, sao chó. Thì hôm trước mình solo kèo uống sốc vương bảy tranh á, mình thua nó mình cay quá anh em ạ. Mình tốn công tốn sức mình luyện mấy đêm nay mình không ngủ. Mình luyện thành thạo rồi anh em ạ. Bây giờ mình sẽ đây mình rủ nó solo kèo MB 500 máu nha anh em. Đấy. Ê Bảy Tranh. Solo kèo MB 500 máu không mày? Người ta solo thế mày solo sốt chưa khi phòng à? Trời, mấy ngày nay ba ngày tao ngủ có 3 tiếng đồng hồ cho mày. Còn tao thức tao luyện công để tao lên tao gỡ kèo ấy. Thôi, mày đừng có bóc phát. Bây giờ mày tao không bóc phát mày, mày bóng gà như cháu này vậy không? Bắn 10 năm đừng có bóc ăn được tao đâu. Solo không? Không solo đâu. Solo với tao đi bà. Không. Solo đi bà. Đã bảo là không mà, tao đang ngủ trưa. Solo đi mà. Ngủ hoài vậy? Đã bảo là không solo mà. Đây solo đi mà. Mày phá hoài thế, giờ mày muốn cái kèo gì? Kèo gì cũng được. Mày mới lên cho má đúng không? Đúng rồi. Bắn có lại không mà mày gạo hoài? Lại. Được mà. Giờ mày dự đoán đi, tối nay á kìa, Việt Nam đá với lại UAE, mày nghĩ ai là người chiến thắng? Ngâu, tất nhiên là UAE ăn Việt Nam 3-0 rồi. Cái gì? UAE thắng Việt Nam hả? Mày giả. Cái sao mấy ăn Việt Nam ăn hoài ăn trời con. Ơi. Nghĩ sao mày không nói Việt Nam ăn mà nó UAE ăn mày? UAE nó đá hay lắm mày ơi. Tao dự đoán thì số là Việt Nam ăn 2-1, UAE ăn 3-0. Đó thì anh em ơi, anh em nào mà dự đoán đúng cái tỷ số trận tối nay á thì anh em để lại cái DM, tôi sẽ tặng cho mỗi anh em 500 kim cương nha. Đó, anh em nhớ là dự đoán Việt Nam ăn 1-0 hay là 2-0 hay là 3-0 á, anh em bình luận xuống nha. Thì bây giờ tôi sẽ solo kèo mà với 500 máu này nha anh em. Đó, đậu xanh tôi cay cấu quá nó rồi, giờ vô quốc luôn nè. Vô. Nha, mày chết với tao. Vô. Ok anh em ơi, thì hôm nay tôi sẽ cho Vũ Bự solo cái kèo MB 500 máu với tôi nha. Thì đậu xanh hôm trước là nó thua cái kèo ông sáu, thì bây giờ anh em nó lên nhà tôi để đậu xanh nó đòi chinh phục cái kèo MB 500 với tôi nha anh em. Thì đó, ok, thì tôi cho anh em thấy đậu xanh tôi bắt 50 như thế nào. Ok. Để cho anh em thấy chưa? Trời ơi, đậu xanh bắn. Để cho anh em thấy bắn cái nào? Bắn thì gà mà đậu xanh cứ thích gà solo. Con gà ơi. Gà. Vãi cái nồi nó cái tiếng gì đây? Gà ơi. Hai nồi một đầu. Ú ghê không nội. Á đu. Trời ơi như giáp. Như giáp gì như đầu tiên vô đầu rồi. Có hai. Mày cũng như con gà. Trời ơi lục bạc thôi. Giờ kèo MB 40 năm cái máu không? Tôi sẽ cho anh em thấy tôi bắn phun đỏ như thế nào. Đèo tiên. Thì đậu xanh anh em ơi, thằng Vũ Bực nó vẫn không có chịu phục tôi anh em ơi, nên là nó gãi cái kèo tiểu liên nè. Phải nào phục. À trời ơi, solo, mình solo không tốt, thua tao mà chưa chịu phục à. Giờ mày đòi tiểu liên là như nào? Là như nào? Ra đây con gà. Đó. Ui, bị yêu. Trời ơi, nó từ giờ tới giờ. Ai nồi. Không giờ đâu. Là kèo không ra thôi. Phải nào chùm mua đỏ. À đồ uống ghê vậy. Hi sao? Tuổi à đồ hai giữa ta. Ủa chứ tao bắn hai tuần trước giờ mà. Được vãi lắm em ơi. Mẹ đậu xanh chú bự bắn ghê dữ nè em. Mẹ nó ăn tôi chết hai công luôn. Không lúc nào mày ăn chết tao cũng mấy không xong mày thua thôi con không, à. Đúng rồi. Cũng công anh mày luyện tập mấy hôm nay. Trời ơi trời ơi luyện tập tiểu nhiên để được số lố tao ăn ra trời ơi. Ôi đây. Ủa chứ tao đây với đâu không ra mày. Thôi thôi. Anh em có thấy cái gì không anh em? Trời ơi tôi nói rồi tôi bắn tiểu liên không mà. Trời ơi cái đất nó luôn nội. Ui giờ nè. Ma bị la. Cây giờ nè bằng tôi luôn mà cũng thua luôn đó anh em ơi. Không. Tôi bắn tiểu liên đẳng cấp không anh em. Anh em mà tới hai anh em cho tôi xin một hai liền. Trời ơi còn như vậy nên nó gà. Thôi mày cứ gà hoài. Cây cho Rono mà còn thua mình nữa anh em. Mấy nồi mày nói cho Rono xong tao ao cho Rono đây. Đúng chưa? Ok anh em ơi, đậu xanh anh em thấy tôi bán tiểu liên như thế nào? Cũng thế. Không khác gì ông sáu đúng anh em, bay mũ liền. Bái cái nồi. Con gà ra đây, đừng có gì con gà chứ mọi người bay ra đây. Nửa gì tốt vãi. Trời ơi, nửa thừa. Người ta bắn hai quả, người ta nửa thừa. Lỡ cái mà nghe là lát với lại nửa kiểu. Phải sao, phải sao. Sao mà nửa quả lát ra con gà. Hai nồi. Thế không thấy à? Trời ơi, làm kêu vậy con cái gì ta trời. Trời ơi, trời ơi, mà đứng ca em nội, solo mà đứng ca mà lên em.
Ui, bị lát. Ui, mỗi lần chết là mỗi lần bị lát. Anh thấy nó đổ thừa chưa? Mỗi lần chết là mỗi lần lát. Trời, cái gì mà đổ thừa nữa? Mỗi lần nó chết là nó lát. Thôi đừng cái đổ thừa. Trời ơi, bị lát là mỗi lần chết. Chứ mày tập luyện để anh gỡ kèo mà sao bắn gà dữ vậy? Mỗi lần mà nó ăn là nó không lát. Trời, tập luyện mà bắn gà vậy thôi đừng gỡ kèo nó mà ơi. Lát dữ. Đó, thì tỷ số là 2 đều rồi nha anh em. Thấy anh em thấy tôi gỡ kèo nhanh không? Đó rồi. Rồi. Không đồng sắc ghê vậy? Cái gì không nổi? Không công mà liền tập mấy hôm nay bắn. Không đồng ghê á. Người trả đau không ghê vậy? Rồi rồi, sao bắt tay đi chứ không? Vậy đấy, được đấy. Mãi nhầu. Nghe nó chứ bự. Nó mùi quá ghê vậy, đang trình dưới nổ nổ. Mãi, phải vô đầu hoài luôn ấy. Mãi, nó mùi đang trình dưới nè, tôi thấy bắt tay dễ không mà bắt. Ui đậu xanh má đặt keo không được. Đặt keo không được nó thừa à, hay sao? Tất cả keo không ra hả? Thôi, đồ pha này không lát này. Pha này không lát. Cho nghỉ mẹ một. Trời chứ sao pha chén lại lát? Pha chén nó lát, còn pha này nó mượt, mượt mượt ư là mượt luôn. Pha chén thì lát đúng không? Mẹ đậu xanh chú bự lan trình dữ anh em. Đậu xanh á dành thời gian để tập luyện kèo tiểu liên với mình anh em à. Đậu xanh dạo này bắt tiểu liên dây đái đã rồi, đã đây, đã đây. Anh cho mày biết. Ui ghê đấy, ghê trời, cái này biết cái chân nào. Ui chân nào, trời ơi, hét sọc nữa nha anh em. Ui hình như đau, đau em. Đau mắt quá. Cái game gì mà dễ cho anh em, tao bắn toàn ra vô đầu không mày ơi. Ui do tao mắt đang đau. Đổi thừa từ đó, ui đau mắt, còn không pha nó tao kéo mày phụng đầu rồi. Sạm chó bẩm sinh, sạm chó thâm niên, sạm chó bộc phát. Đấy anh em ha, tôi bắn tiểu liên dữ chưa? Thì tỷ số là 3 đều cho anh em. Bây giờ tôi sẽ bắn chắc kèo để tôi ăn nó luôn. Đậu xanh cho nó khỏi gái nữa nha anh em. Rồi, để cho nó khỏi luôn. Cố gắng nha. Rồi, ra đây đi nhá. Đậu xanh cho mày đổ tôi nữa. Cái đậu kèo nhanh như cái gì vậy? Vãi! Mày bắn cái gì ghê thế? Hả? Tao nói cái gì đâu? Ui, mày ăn cái nhiều vung đầu luôn. Ê, tao nói ra mày rồi, tao bắn tiểu liên thì khỏi phải che mày ơi. Hay nào mày hay. Trời, bắn cái phong sao phun băng đạn cái đó nó kêu mình hay anh em mà. Hay, do tao không ảo. Thôi, đừng có thừa. Chơi bời cái đéo gì. Đậu xanh má, anh em thấy tao bắn tiểu liên dữ chưa? Đấy, anh em mà thấy là anh em nhớ cho Bá Chanh xin một like video này nha. Rồi rồi, con gà. À, đậu xanh bây giờ chứ, bây giờ chứ ra ông nội, cho mình cho ông nội. Trời nấp vậy, kỹ thuật ấy. Trời ơi, chơi mà chơi nấp nấp cho lô lô vậy nè, chơi dai vậy nè. Rồi, con gà. Đâu nè. Mái đầu đen, không nói. Rồi đây con gà. Không nói. Đây. Trời, chơi mà nấp trời. Lỡ cái nhà này. Ma, rơi cái mũ còn có mái máu kìa. Đen thôi, đỏ quên đi. Quá hay quá anh em ơi. Ma cài. Yeah, come on baby. Còn có mái máu thì chờ. Đó thì anh em nhớ là dự đoán cái tỷ số cái trận bóng tối nay nha anh em. Và cô Minh Lễ đi game nha anh em. Đó, ok anh em ơi, cảm ơn em rất là nhiều luôn. UE 3-0 á. Trời ơi, sao mày nói UE 3-0 mày. Việt Nam đó gà. Ok anh em ơi, 5-3 nha anh em. Đậu xanh cho tí chốt kìa cho nó khỏi gái luôn, nó khỏi đô thường đó. Ôi. Anh thấy cái gì chưa? Ca đạn là cũng đỏ. Ca cài dữ vậy. Ủa vậy là 6-3 rồi hả anh em? Hay. Pha này ăn hay. Cái gì ăn hay? Giờ tao sẽ làm một lần duy nhất trong đời cho mày xem. Tôi kéo băng đạn cái đầu. Tao sẽ lấy. Tao chấp là băng về tao ông sốc. Cái gì mà chấp tao ông sốc luôn hả? Ừ, lần đầu trong đời luôn. À đù, nó cầm súc găng nó đầu chấp tôi, nó ông sốc tôi luôn. Tao chấp mày một lần này thôi á. Để coi. Đậu xanh. Để anh coi, để Châu thiệt nha. Tôi bắn 10-40 còn nó không sót nha anh em. Anh em cùng theo cái màn của chị Châu nha anh em. Ok luôn. Để coi chị Châu. Qua đây, qua càng nhanh càng tốt. Để coi người chị Châu để thế nào nha anh em. Để coi, mày đặt chấp không sót. Qua đây nhanh dùm tao cái. Đạn đó nó muốn ra cái đầu mày đâu đây. Gái nè. Ui. Nấp à. Nấp vào người ta bắn về cái nấp rồi. Ai nấp hoài đó. Nấp nào nấp. Ui nấp hoài. Ra coi nấp hoài đi. Ui vô đầu luôn ghê vậy. Vô đầu nha con gà kia.
một chùm của đậu không cháy, cay thiệt. Nó đậu xanh tôi cũng bắn nó hai viên của đậu. Cái này đúng không con chó này ơi. À đù. Tao nói rồi, tao làm một lần duy nhất cho mày xem thôi mà mày không nghe. Cái gì mà đẳng cấp dữ vậy anh em? Tao xấu là vô đầu, nó thật. À đù, thế tao cũng làm một lần này duy nhất cho mình. Rồi. Tôi sẽ cho anh em coi đẳng cấp của nè, tao bấm quay của tao để tôi cho anh em coi nha. Đó, quay của tôi sẽ ông sóc hai khẩu chim kiếm cho anh em coi. Ok, để cho nó ông sóc chim kiếm. Một lần duy nhất nha anh em coi nè, hai viên ông chim kiếm vô đầu đi tiếp luôn. Thế là gì mà biết mình là thánh ông sóc của nào? Với lại chùm bông sót anh em. Vãi chùm bông sót. Chả gì thế thì sao. Vãi đồi. Ok để coi. Mày có chùm sách dép hay chùm bông sót. Hợp lý. Cái chùm sách dép à. Ok anh em coi nha. Một lần nhớ. Vãi đồi chùm bông sót. Anh em coi nha. Anh em coi tôi là. Anh em coi tôi một lại chắc nha anh em. Anh em coi mà hỏi nhà lưu lại anh em. Lưu qua này lại nha. Ok để lưu qua này lại. Bạn bị kinh rồi. Lưu qua này. Bây giờ thấy cái gì vậy? Anh em thấy mũ vai chưa anh em? Má mày có cái gì đây? Anh em thấy mũ vai chưa? Mày hát à? Vãi đâu? Ơ tao. Má mày hát à? Anh em thấy mũ vai chưa anh em? Cho mày mũ máu đó con gà. Em là chuyên nhảy của tôi nè. Vãi cái đầu. Mày kêu mày cho tao bơm máu. Thì tao không thích, tự nhiên miễn sao tao ăn được rồi chứ. Vãi cái đầu. Bóng chốc kìa nha anh em. Hồi đây mày phải liền tập 10 năm nữa mày vãi chưa ăn được. Mày thích ông sốc mày không? Gà. Thì cảm ơn em đã xem mấy video của mình nha. Đừng quên like cho mình một lần nữa. Đừng quên mãi là một con gà. Thôi mày ơi.